mình đang sử dụng con GoPro 5 Section để mình ghi hình nha các bạn. Combo này là combo quay moto vlog giá siêu rẻ, chỉ có 2.500.000, 2.500.000 mà được cái máy, cái adapter, với cái mic, cái remote nữa. Ây da, cái adapter là cũng hết adapter là cũng hết gần triệu rồi các bạn. Nói chung là máy này biết xài thì cũng ok. Trời ơi, gió quá trời gió luôn mà đi lang thang ngoài đường. Nay là nắng xiên từ bên trái qua ha. Mới chơi moto vlog mua combo này hợp lý. Ây da, cái đường ghê quá. Đây hơi đông. Chạy ngược nắng nha. Ngược nắng. Rồi nó có chói lòa. Quay test cho các bạn chạy dưỡng sinh chậm chậm vậy thôi. Chạy nhanh chi. Giờ là gió rất là dữ nha các bạn. Không biết là cái mic này nó có lọc hồn nổi không nha. Chứ gió khủng khiếp luôn á. Tại vì trời muốn mưa mà. Gió hỏi hiếu điều muốn bay người mình luôn á các bạn. Hết nắng rồi đó, chuẩn bị trời muốn mưa đó. Gì vậy má? Tôi chạy tuốt đằng xa bóp kèn gì vậy? Phải mấy thằng mà xanh ít em này mình không có ưa nó các bạn. Taxi màu xanh này nè, chạy láo mà cố, hỏi sao chúng nó ghét. Hết nắng rồi các bạn ơi, chỗ này hết nắng rồi. Mua con này đi phượt thì con gì băng quá trời đã, góc rộng siêu rộng, góc siêu rộng. Mấy em camera no name của Trung Quốc như là Akaso Ray 7 hay là Auset S81 nhìn thấy cái góc của GoPro 5 Section này với lại 5 Lux là cũng phải thèm nhỏ dãi các bạn. Wow. Vậy đó, nó chơi vậy thôi chứ ai cũng hiểu điều đó mà. Tiền ít thì làm sao mà thiệt nhiều được, phải không?
tiền ít, không có thịt nhiều các bạn ơi. Nay mình stress test nó luôn coi là nó quay cái thẻ này được bao lâu. Thẻ này là thẻ SanDisk Ultra 32GB nha. Dòng ngược lại nha các bạn, má chạy không ôm theo dòng xoay mà còn nhìn mình nữa, vãi thiệt. Đây có mấy người lạ lắm, chạy luật, chạy sai luật mà làm như mình chạy đúng luật, xong rồi nhìn người khác với ánh mắt hình viên đạn các bạn, sợ quá sợ quá. Đây mình sẽ dừng lại nha, mình sẽ gắn thêm một con camera ở trên ngực nữa. Đi thôi, đèn xanh rồi. Vừa xanh nha các bạn, không có vượt đèn đỏ nha. Vừa xanh. Này đang chạy xuôi nắng nè. Nãy đi ngược nắng, giờ đi xuôi nắng. GoPro 5 section quay ban ngày. Nắng đẹp nhiều mây. Trên trời mây nó đóng cục. Giống như là hả sắp mưa tới nơi, nhưng mà mưa không nổi ha, khả năng cao là chiều tối là sẽ mưa khủng khiếp. Nhanh lên nha, lâu lâu kéo lên chút các bạn, chạy nhanh thử coi, nói các bạn còn nghe 70-80. Nói chung xe này nó sức mạnh nó cũng tào lao các bạn. Rồi đèn đỏ rồi. Chỗ này nó không có đèn tín hiệu chờ luôn. Nhưng mà thôi chờ đi, chứ biết sao vậy. Gì quá, gì chạy nhanh mà phải chờ đèn đỏ đó các bạn. À, nay chạy chậm là đâu phải chờ. Thôi.
mưa không? Goro 5 sát sành này quay quá mượt luôn các bạn ơi. Gọn nhẹ, mượt mà êm ái. Vậy mà bán hoài không ai mua. Kệ thôi, để lại xài tiếp. Yeah. Để lại xài tiếp thôi. Biết làm sao giờ. Cũng đâu có lỗ lã gì đâu. Mua sưu tầm. Gió quá. Gió nó hỏi cái nón của mình lạch qua một bên luôn á các bạn. Cho nên là các bạn thấy cái góc quay của mình á, nó bị lệch qua bên phía bên trái á, là do nó gió đó. Tại vì đổi cái nón 1/2 nè, gió hỏi cái nó lệch qua kỳ cục. Mình phải sửa lại. Test sơ sơ cho các bạn coi thôi. Nãy giờ quay là cũng được 18 phút rồi. Thôi ha. Chiều về trên làng quê. Chiều về trên làng quê. Cánh đồng ruộng rồi bạn. Đồng ruộng xanh rì. Ở đây chắc còn được hai cái cánh đồng hai bên là có hai chỗ là có. Còn lại là không có gì hết. Gió muốn hỏi muốn bay rồi. Gió quá trời quá đất.